Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn xem cái cách đánh bầu cây Hoàng Nam để chuyển vận chuyển đi nơi khác đấy các bạn. Cây này thì khá cao, nó phải tầm hơn 6 mét. Cái phần gốc thì cũng phải bằng cái bắp đùi rồi các bạn ạ. Đây, và tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn cái cách để chúng ta khai thác cái cây này để chuyển đi. Trước hết là mời các bạn xem chiều cao của cây này. Khá cao. Đây các bạn thấy so với chiều cao của người đây, đây. Cây này tên nó là cây Hoàng Nam, theo như chủ nhân là cây này cao 7 mét các bạn ạ. Đấy. Cao lắm. Đây là cái cây đã đánh bầu xong rồi các bạn ạ. Sau khi đào xung quanh thì anh em đã dùng lưới bọc lại rất cẩn thận. Và công đoạn cuối cùng là cắt dây cọc. Và sau khi cắt dây cọc xong thì dùng dây đai đai lại và chuyển lên bờ. Mấy anh lực sĩ xuống bưng bế lên như giống bế em chứ chim mày. Đấy, không cần đâu. Có đến tạ không? Đến nhưng mà nó có đi thôi. Đây mà tạ cây này phải hơn đấy chứ. Cây này lá rất đẹp các bạn ạ. Tên cũng đẹp mà lá cũng đẹp. Cây cũng đẹp. Và đây là số cây mấy anh em đã khai thác trong ngày hôm nay được chừng này đây. Được hơn 10 cây rồi. Các anh rất khỏe, mới ăn Tết xong nên là đang đang nhiều sức. Quá trình khai thác từ đầu là như thế này các bạn ạ. Đầu tiên là dọn dẹp gọn gàng phần gốc cây. Các bạn thấy đây. Anh em đã thu dọn đất đai và các cái cây mọc dại bên đường. Anh em đã thu dọn gốc cây và các cái cây mọc dại sạch sẽ rồi đây. Sau khi thu dọn gọn gàng gốc cây xong thì anh em tiến hành đào. Bạn nào mà chưa biết cách đào thì cứ tiến hành như thế này thôi. Dùng xẻng, dùng cuốc và dùng các thiết bị đào thật sắc. Thu dọn gốc đây các bạn. Sau khi thu dọn xong thì tiến hành đào các bạn ạ. Đây, cái này thu dọn đã cơ bản là xong rồi đây. Đấy, các bạn thấy đấy. Và xong rồi, đây, có một cây đang khai thác đây. Đây, các bạn anh em đang tiến hành đào bứng đây. Tìm cái dây cọc nó nằm ở đâu mà không phải đào hắn một bên vào, lựa lựa đào một bên tìm. Thấy ngồi đâu cái quại phát ra mặt sách. Thank you.
bụng rồi đây. Nhà bộp bộp rồi. Cái mương máy mới vét hay sao mà có dấu vết này nhỉ? Mương máy mới vét anh. À. Sát tết. Vét đến đổ luôn vào vườn của em đây là đỡ phải đi đào đất, đi kiếm đất. Đổ vô chảo đi đâm cúc. Không thở được đây. Được cái nọ mấy cái kia. Chính cái đất bùn nó nằm ở mương nó lâu năm đây là rất là tốt cho cây trồng. Sau khi đào như thế này thì đến giai đoạn cuốn lưới rồi các bạn. Lưới này là lưới nhập khẩu đây à. Nhập khẩu chuyên dụng từ bên bên Mỹ hay Indo về. Lưới này thị trường bán đầy. Lưới bình thường mà. Đập cây mà lưới nhập khẩu ấy. Lưới này mình có thể tận dụng lưới cái... Lưới đánh cá. Lưới củ, lưới rào gà đây. Rào vườn, che vườn rau gì đó. Và đến giai đoạn bó bầu rồi các bạn. Lưới này là lưới bằng cước. Quay vào cho chắc, đảm bảo khi vận chuyển không bị vỡ bầu. Và dùng dây thép để ghim cái con quay này lại. Bây giờ cắt dây cọc là xong. Bây giờ đang cắt dây cọc rồi các bạn. Sau khi cắt xong dây cọc thì hạ cây xuống và di chuyển về vị trí tập kết. Và kết thúc quá trình khai thác một cái cây như thế này. Rồi, và như vậy là xong rồi các bạn. Không cần mấy anh em người nhìn nhỏ này mà công nhận là sức khỏe tốt. Đi đường sau được, tao đi đường trước. Được rồi. Anh đưa đi. Anh cầm dài ra ngoài kia. Không mất trọng lực nặng lắm. Làm sao? Rồi, đây, kia này đi. Bắt đầu đây nhỉ? Ở đây dưới đây. Hạ hẳn không? Thì tiến lên gần cái ngọn. Lên hán trên ngọn đi. Anh lại là hán trên ngọn. Lại là ngọn. Rồi, đi đến cái cao được, không vướng, ngọn díu cái đầu không vướng. Không, mà đi lên đến cái cao được cái ngọn. Được rồi, đi đứng đây cái cao. Rồi. Cao nhưng đằng như nâng này là cái ngọn nó chúi xuống, chịu nặng hơn. Đứng gần vào giữa thì nó nặng hơn. Dạ, nó là gần như là cân với trung tâm rồi đấy, trung tâm cây rồi đấy. Cân gốc. Đang đưa về bãi tập kết rồi các bạn. Và khi muốn dâm được cây sống thời gian thì làm dàn ráo và dựng cây như thế này. Và kết thúc quá trình khai thác.